để bypass thì bypass sao mà bị mất IMEI, mất broadband luôn này các bạn, bay hết luôn hả. Bây giờ mình muốn bypass nghe gọi thì mình phải về số series gốc, tìm số IMEI. Thường thường mấy con iPhone 7 trở lên thì số IMEI sau lưng thì nó không có nè, khai sim trên khai sim thì được, nhưng mà cái máy nó màu đen, khai sim thì màu trắng. Alo, xin chào các bạn. Mình đang cầm cái con iPhone 7 màu đen. Thì cái con này nó để bypass rồi ha, phím home thì bị hư nè. Cái con này thực chất nó để bypass xài wifi rồi. Thì cái con này là iPhone 7 thôi, iPhone 7. Giờ muốn nghe gọi iPhone 7 15.7.3 nè, để bypass thì bypass sao mà bị mất IMEI, mất broadband luôn này các bạn, bay hết luôn hả. Bây giờ mình muốn bypass nghe gọi thì mình phải về số series gốc, tìm số IMEI. Thường thường mấy con iPhone 7 trở lên thì số IMEI sau lưng thì nó không có nè, khai sim trên khai sim thì được, nhưng mà cái máy nó màu đen, khai sim thì màu trắng. Thì tất nhiên là mình thấy cái số IMEI trên khai sim nó cũng không có trùng. Thì mình muốn về lại số series gốc á, thì mình phải có số IMEI á, thì mình mới tìm được số series gốc ha. Thì giờ mình ghim vô máy tính, mình coi thử số series hay là số IMEI nó còn cái gì không nha các bạn. Mở bao tôi lên thì con này là iPhone 7 thôi, 15.7.3 nè. Rồi số IMEI đi bụi luôn, số IMEI đi bụi nè. Còn số series thì không phải số series gốc nha. Thì cái này để lúc trước để bypass hello thì số series cũng bị đổi luôn các bạn. Thì giờ mình tiến hành restore đó, tiến hành restore lại để cho nó có lại cái số IMEI. Rồi mình tìm số series thì mình cứ tải cái firmware của con iPhone 7 về, rồi mình cứ chạy bình thường như mình thường làm thôi. Cái này là nó bị mất IMEI phần mềm nha các bạn, mất IMEI do bypass nha, chứ còn mất IMEI mà kiểu như phần cứng hư ở trong á, thì giờ mình có restore cả 100 lần thì nó cũng vậy nha các bạn, để ý ha. Con này mất IMEI do bypass thì mình lấy lại được. Thì mình tải firmware về rồi mở BioTool đó, mình đưa về recovery, đưa về chế độ kép đĩa các bạn để mình chạy. Thì mình hay chạy theo cách này ha các bạn, không cần đưa về recovery, các bạn chạy trực tiếp cũng được, nhưng mà những cái dòng cao á thì nên đưa về recovery hoặc là debug để mình chạy cho nó chuẩn nha. Đó, số series không phải của nó nè. Thì giờ mình cứ restore nó lại đi thì nó sẽ có số IMEI gốc lại. Nhấn shift restore rồi chọn đúng firmware thì mình chạy, rồi các bạn đợi cho nó chạy xong á, rồi mình kiểm tra lại cái số IMEI. Rồi mình từ cái số IMEI á thì mình đi giống như mình tìm cái số series ha, phải có số IMEI nè, số IMEI gốc. Rồi sau khi restore xong á thì cái máy nó lên lại là bị hello, khóa kích hoạt cho chủ sổ. Ồ, cái con này cái phím home nó bị hư rồi, để mình mở BioTool đó, mình bật cái trợ năng lên ha. Đó, số IMEI nó có lại nè các bạn thấy không, đó đúng số IMEI của nó nè. Số series thì không phải rồi. Giờ chút mình lấy cái số IMEI á, mình tìm số series để bật phím trợ năng lên để mình bấm cho nó dễ nha. Rồi giờ mình active vô, active thì tất nhiên là nó không thể kích hoạt rồi, không phải số series của nó thì nó không có kích hoạt. Rồi mình copy cái số IMEI nè, rồi mình lên cái web, lên web này các bạn thì nó cho mình tìm cái số series miễn phí nè. Rồi mình paste vô, dán vô, rồi mình chọn cái phần mà IMEI qua số series á. Đó, cái số IMEI nó lên nè, số series nó không phải của nó. Bây giờ mình tìm số series để mình đổi nha. Trên này nó có cái tab là IMEI qua SN nè các bạn, convert mà nó tính, hình như nó còn tính phí á. Thì các bạn chọn vô cái phần chết tổng hợp của cái máy luôn hả. Rồi nó ra nè các bạn, đó các bạn thấy không? Đó, cái số series nè, số series gốc nó lòi ra nè, số IMEI có, số series gốc nè. Đó, đúng số series của nó ha. Rồi giờ mình tiến hành mình đổi. Giờ tiến hành mình đổi nè. Mình copy số series gốc của nó, mình đổi. Thì nếu mà mình đổi cái số series các bạn xài cái iBoy á thì mình đổi cũng được nha. Thì mình về màn hình màu á thì mình đổi thôi. Nhưng mà thường thường á thì hiện tại cái tool này là nó tốn 3 credit á. Tốn 3 credit á, một lần order á. Thì để mình coi mình còn bao nhiêu tài khoản nè, còn bao nhiêu đây. Ôi còn ít rồi các bạn, thôi còn ít rồi. Mình làm mình tốn order exit để đổi số series trên tool này á, thì mình tốn tới 3 credit đó, nó phí lắm. Thôi để mình làm cái tool free ha. Do mình bypass hello, bypass nghe gọi á, thì mình không có cần sử dụng tool này đâu. Phải đăng ký nè, đăng ký exit nè. Còn các bạn nào làm trên tool này thì các bạn cứ đổi trực tiếp trên tool này luôn nha, thì tốn 3 credit thôi. Rồi giới thiệu các bạn là tool này thì nó đổi số series miễn phí. Hình như cái tool này mình cũng có làm trên kênh một cái video khá là lâu á, thì các bạn lục lại xem kỹ hơn. Rồi mở cái tool lên, nó kêu mình đưa về chế độ bonus nè. Bonus nói chung bonus nào cũng được các bạn, nhưng mà điều tốt nhất là mình về bonus Gaster nha. Mình vô thử cái iBolder thì nó cũng fail à, tốt nhất mình làm như cách cũ đi, cứ qua list Gaster là lụm thôi, cứ vô được Gaster là ăn rồi các bạn, không có quan tâm chuyện khác đâu. Dòng thấp thấp thì mình cứ Gaster mà mình vô bonus thôi. Rồi cứ mở bonus, mình chạy Gaster bình thường. Mình nói sơ qua cái one list Gaster nè, thì các bạn mở cái file path lên, rồi mở cái edit lên để mình chuyển cái UB list UK. Rồi mở cái file path lên nè, các bạn bấm enter. Từ từ quên rồi, mình chưa có vô debug, để mình vô debug cái con này cái. Thì debug những cái dòng mà không, những cái dòng mà có phím home á, thì các bạn cứ volume trừ với nguồn á, rồi các bạn cứ nhịp nhẹ hợp lý là nó vô thôi. Cái này cũng khá là đơn giản ha. Các bạn nào chưa rành lắm thì mình lên Google tìm hiểu giúp mình nha. Rồi vô debug thành công nè, kéo xuống cho các bạn dễ quan sát. Rồi nở cái lệnh CMD trên file path á, các bạn bấm enter một cái, nó kêu là mình đưa vô, nó đợi cái máy vô chế độ vô cái list UK. Bây giờ mình chuyển cài cái list UK cho nó, dùng cái edit mình cài nè. Rồi khi cài xong á thì cái bản mà CMD á thì nó sẽ chạy vô Gaster thành công thôi các bạn. Cái này thì mình làm đúng nhịp đúng chuẩn á là nó vô, tránh mất thời gian ha. Rồi vô thành công là các bạn, bonus Gaster ngon lành. Nói chung là mình cứ chạy bonus Gaster đi thì mình làm thành công, khỏi thử mấy cái bonus kia, trừ khi mấy cái dòng cao á thì mình chạy iBolder ha. Rồi giờ driver nó mình phải chuyển xuống UB driver nha. Các bạn nhớ là chọn đúng 2017 nè. Nhiều lúc cái máy tính các bạn nó hiện ra nhiều driver quá thì mình phải chọn đúng ha. Còn chắc ăn các bạn cứ gỡ luôn, cứ gỡ list OK luôn đi, rồi mình refresh lại là nó sẽ có là cái UB driver phía dưới nè. Nhưng mà các bạn phải để ý nha, nó là 2017 nha, vì 969 rồi các bạn, 969 nè. Cứ chọn đúng cái đó rồi các bạn bấm vô bubble thôi là cái tool nó sẽ đưa cái máy mình về màn hình màu. Rồi nó mở cho mình một cái bọt, rồi mình đổi số series trực tiếp trên cái tool này luôn. Thì mình làm hello nghe gọi á, thì mình làm cái tool này đổi số series thì nó không có tốn 3 credit như bên iBoy nha các bạn. Thì các bạn bypass hello xài wifi bên iBoy thì các bạn làm trực tiếp trên tool iBoy cũng được, khỏi qua tool này, thì tùy nhu cầu các bạn thôi. Thì cái con này thì mình là về số series gốc để mình làm nghe gọi á, thì mình làm cái tool này cho nó đỡ tốn 3 credit ha. Rồi lên màn hình màu nè các bạn. Rồi bên cái phần Device Manager nó sẽ mở cho mình một cái bọt. Hiện tại nó đang bị lỗi nè, driver nó đang bị lỗi nè. Vô màn hình màu thì Bell tool nó không có nhận máy, thì mình update cái driver lên, update cái UB series bọt nó nha. Đó, UB series bọt nó xuất hiện nè. Nếu mà cái máy tính các bạn nào mà nó chưa có hiện series bọt á thì mình phải update thủ công trong cái phần driver của cái tool nó có sẵn nè các bạn. Rồi để mình đóng cái này lại, mình vô lại cái Device Manager cho các bạn dễ quan sát ha. Rồi click phải update, chọn update nó, rồi mình chọn tới phần driver trong cái tool Cadisol gì nè. Rồi trong này nó có cái phần đây, các bạn chọn cái file này ha, bấm nét là nó có UB series bọt nha. Mình có rồi thôi mình bấm chọn thôi là nó mở cho mình một cái bọt cổng cơm mới nè các bạn. Rồi ngon lành luôn. Rồi bắt đầu mình refresh cái cổng cơm là nó hiện ra số series gốc á đó. Xin lỗi các bạn, nó hiện ra số series đã bị đổi luôn nè, số series đã bị đổi nè. Giờ mình copy cái số series gốc của cái con iPhone 7 này, rồi mình pass vô cái ô SN nè, rồi mình viết nó thôi, mình viết lại là nó sẽ báo thành công ha. Máy sẽ khởi động lại. Máy khởi động lại thì mình kiểm tra lại đúng IMEI, đúng số series gốc của nó, rồi mình làm những cái nghe gọi thì mình cũng có làm video nè, hoặc là bypass hello mà không cần đổi số series các bạn, thì mình cũng có làm trên Tuner Boy nè. Thì các bạn muốn làm gì thì các bạn làm, thì mình về series gốc thì nó khỏe rồi. Rồi các bạn đó, số series gốc là để đổi nè các bạn, số series gốc để về đủ nè. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, tạm biệt các bạn.